Hoàng Sơn sẽ review cái giường y tế đa năng quay bằng tay cho cả nhà mình cùng xem. Thì ở đây nó có 3 tay quay. Rồi bây giờ nhờ anh kỹ thuật sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng nha. Chức năng của giường này là gì anh ha? Có chức năng nâng đầu hạ đầu, nghiêng trái nghiêng phải, hạ chân, nâng chân hạ chân và có chức năng bôi vệ sinh. Đây, bôi vệ sinh. Ở đây là cái tay quay nó nằm bên hông này. Tay quay khi không sử dụng thì mình có thể xếp gọn vào. Đó là tay quay hay là quay nâng đầu. Nó có cái chữ up rồi, nó có hướng dẫn để quay. Để quay nâng đầu chiều lên thì cái đầu nó sẽ đưa lên. Đó, cái phần lưng của nói chung là phần lưng của bệnh người nằm. Đây. Hiện tại thì cái giường đa năng này giá bao nhiêu anh ha? Mẫu này là 11.500.000. Dạ. Bao điều kiện lắp đặt trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, mình còn một số cái giường một tay quay, hai tay quay thì giá thành sẽ thấp hơn phải không? Đúng rồi, một tay quay, hai tay quay thì chức năng nó là ít hơn, ví dụ là nó chỉ nâng cái đầu không, nâng cái phần lưng, hoặc là hai tay quay là nâng đầu, nâng lưng. À, hiện giờ thì anh đã quay xong cái tay quay thứ nhất là nâng đầu ha. Ví dụ như ông bà mình lớn tuổi á, mình nằm trên nệm, sau đó mình sẽ quay để dựng đứng lên ngồi dậy. Rồi cái tay quay thứ hai là nâng chân ha, nâng chân hoặc hạ chân, chân có thể hạ xuống giống ghế ngồi, giống cái sofa mình ngồi để cho tư thế thoải mái. Dạ. Cái này bảo hành bao lâu anh ha? Bảo hành khung giường là 36 tháng, bảo hành hệ thống tay quay là 18 tháng. Dạ. Nếu mà sau này hư có thay thế được không? Được, phụ kiện có sẵn. Dạ. Tay quay là tay nhà thấy xếp vô bên trong. Nghiêng trái nghiêng phải. Mình rút ra ha. Đúng rồi, mình kéo cầm. Mình kéo cái ống ra. Nó sẽ đứng tại kéo này, gập vô. Dạ. Khi sử dụng muốn sử dụng chức năng nghiêng trái nghiêng phải thì cái đầu cái phần lưng mình phải hạ xuống. Dạ. Là nó nghiêng cả phần mông và phần lưng. Rồi, bây giờ đầu tiên mình cho sẽ nằm xuống, cái giường nằm xuống. Để mình sẽ sử dụng chức năng thứ ba là nâng một bên. Nâng một bên thì dành cho ông bà mình mà xài mà khó khăn cho vấn đề mình nằm xây nghiêng á, để ví dụ như vệ sinh ha, người chăm sóc cho ông bà đó, thay đổi tư thế đỡ mỏi rồi đó. À, đây là tay quay thứ ba, nghiêng bên hông. Dạ. Khi mình muốn thả xuống mình quay ngược lại, cứ quay tiếp phần tay quay nó sẽ nghiêng bên phía còn lại. Mình xây một chiều thì nó lệch bên kia, mình xây ngược trở lại thì nó sẽ lật bên đây. Đa năng ha. Rất là tiện dụng. Đây là cả nhà thấy cái cơ cấu cơ khí bên trong của nó. Quay rất là nhẹ nhàng luôn. Cái này thì phụ nữ mình cũng có thể làm được. Cái này bằng inox nè. Đúng rồi, cái này là bằng inox. Dạ. Rồi còn đây là chỗ để có thể vệ sinh. Mở này ra này, để dùng từ gạt này. Dạ. Cái cần gạt. Thì cái nắp này nó sẽ mở xuống. Thì ngày xưa cái này á, là 4 tay quay cả nhà ha. Nhưng mà do cái mẫu cũ á, 4 tay quay thì quay rất là lâu. Còn cái cần gạt này sẽ nhanh lắm nè. Kéo một cái là cái bô nó sẽ chạy ra. Chạy ra. Đẩy ra mình đẩy ra. Dạ. Cái này thì rất là tiện lợi khi mà cần đi vệ sinh nhanh. Rồi còn mấy cái thanh giường hạ lên hạ xuống thế nào anh ha? Thanh trắng hai bên. Dạ. Dựng đứng lên. Nó có một cái khóa ha. Khi mình xuống thì mình bấm khóa, còn khi lên thì mình cứ đẩy lên, hoặc là nếu mà mình bóp cho thì mình cho nó đỡ có tiếng kêu thì mình cứ bóp lại mình ra. Dạ. Rồi. Hạ xuống vậy. Hạ xuống. Rồi hạ hai bên. Cái này ví dụ như trắng cho cái trắng an toàn á, không bị lật ra ngoài. Cho người nằm ví dụ có đêm muốn ngủ mà có lăn gì thì không sợ rớt xuống đất. Cái này hạ thấp cái chân dữ anh ha. Đúng rồi, dạ, mình ngồi với cái tư thế mình ngồi đó. Dạ. Mình ngồi thòng chân xuống, nó thoải mái. Rồi, ghế. Mấy cái này có tháo lắp được không? Các chi tiết này đều tháo rồi. Ví dụ như nhà mình chật á, mình có thể tháo ra. Rất là gọn ha. Rồi. Này nó có một cái cơ chốt cái này, cơ cấu cái này. Đây, ngàm. Có hai cái ngàm ở trên cái khung giường và bên này nó có hai cái ngàm. Rồi, để anh lắp vô cho mình xem. Lắp xuống thì nó sẽ gài lại. Rồi, còn khi mở ra thì mình chỉ cần lấy cái tay mình bật ra thôi. Rất là gọn. Phía bên kia cũng vậy anh ha, cái đầu. Đúng rồi, giờ hai đầu như nhau. Đây là chức năng bàn ăn. Mình quay người nhà, xưa thế người nhà ngồi lên.
mình có thể cho ăn ở đây và dạ, kể một số vật dụng cái cơm rồi cắt dạ. Rồi cái gì dạ. Tốt dạ. Đây là cái tấm nền mình sẽ rời đến khi mình sử dụng cái này vừa đầu đặt cái này vào đây. Mình tháo tấm nệm rời ra ha, mình để cái vòng gội đầu rồi đưa cái ống xuống dưới. Dạ. Ống này mình sẽ kéo cái ống này vào ống ruột. Dạ. Rồi mình sẽ hứng cái thau bên dưới. Đây là cái gáy của bệnh nhân, dạ. Người nằm ở đây, cái óc ở đây. Giống như cái thau trong mấy tiệm gội đầu á. Giống tiệm gội đầu ha. Mình sử dụng nước thì nước sẽ thoát qua cái lỗ bên hông này. Cái đầu thì để trên đây, mình chịu vào đây. Dạ. Vâng, thoát nước. Rồi thoát nước. Rồi các tính năng của cái giường này nó nè. Dạ. Rồi cả nhà thấy cái cơ cấu rất là đa năng và rất là đẹp khi mà xếp gọn lại nè, không bị vướng nè. Hai cái thành chắn tay và hai bên hạ xuống được. Rồi cái chân cũng có thể nâng cao và thấp nè. Rồi gọi đầu. Bốn bánh xe có khóa nữa. Mình có thể có mình di chuyển cái giường trong gia đình hoặc có thể đẩy ra ngoài. Mình giữ lại. Dạ. Nào mà mình bật lên. Đẩy đi. Đẩy ra ngoài sân nếu mà nhà cửa rộng nó đẩy ra ngoài sân để phơi nắng rồi đó. Dạ. Rồi vậy là cả nhà biết đầy đủ chức năng ha và cách xài rất là đơn giản. Cái này thì ông bà mình lớn tuổi á, khó khăn cho việc đi lại hoặc là người bệnh mà nằm lâu á, mình có thể xoay trở người một cách dễ dàng, nhất là có người hỗ trợ ha. Rồi đây là giường đa năng nên là giá thành nó là mười mấy triệu anh ha? 11.500 11.500 và có giường 3 tay quay, 2 tay quay, 1 tay quay, giá thành nó sẽ rẻ hơn. Và có một cái giường nữa đó là xài bằng điện, mình có thể bấm nút lên xuống thì giá cao hơn. Nếu mà có gì thắc mắc thì bà con mình cứ gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới nha, để Hoàng Sơn có thể gửi thêm thông tin.